Vâng, xin chào các bạn. Tiếp theo tôi sẽ gửi đến các bạn video hướng dẫn sử dụng thiết bị smartphone để kích hoạt cơ cấu chấp hành để kiểm tra hoạt động của chúng. Ở đây tôi sẽ vào chức năng scan engine, chọn Yamaha, chọn đời xe, sau đó ta chọn chức năng này Arctic Test. Chưa. Ở đây chúng ta có thể kích hoạt một số cái van cơ cấu chấp hành mà trên xe nó có hỗ trợ. Ví dụ ở đây ta sẽ kích hoạt kim phun. Bạn thấy kim phun nó kêu tạch tạch. Khi kích hoạt kim phun này và kim phun hoạt động, điều này chứng tỏ mạnh từ ECM điều khiển kim phun hoạt động tốt. Tiếp theo ta có thể kích hoạt van ESC hay là van IACV. Khi chúng ta sờ vào cái van IACV này thì thấy van nó hoạt động, thì là chứng tỏ mạch của van tốt và motor điều khiển van hoạt động tốt. Tiếp theo ta có thể kiểm tra được cái van của hệ thống VVA. Các bạn thấy van đóng mở. Điều này chứng tỏ mạch của van tốt và van hoạt động tốt. Phía trên là một số các cái thông số mà chúng ta có thể kiểm tra được. Nhưng ngoài ra tùy dòng xe mà chúng ta có thể kiểm tra được. Ví dụ như là quạt làm mát này, còn đèn pha cốt chúng ta cũng có thể kiểm tra được. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.